Thưa quý vị khán giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Pháp, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và một số đơn vị. Vụ án này gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi con số mà bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt lên đến hơn 304.000 tỷ đồng. Đây cũng là vụ án có tính chất phức tạp khi liên quan đến rất nhiều bị can, trong đó có cả cựu cán bộ của Ngân hàng Nhà nước và nhiều bị can là cựu lãnh đạo SCB. Trong vụ án này, ông Chu Lập Cơ, là chồng của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo buộc đã ký khống các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ giúp sức cho vợ rút tiền của SCB. Vậy tỷ phú gốc Hồng Kông Trung Quốc này đã liên đới gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng như thế nào? Mời quý vị theo dõi tổng hợp sau đây của chúng tôi. Vụ án Vạn Thịnh Phát mới được Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố với 86 bị can. Trong số các bị can có cả hai vợ chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ. Ông Chu Lập Cơ sinh năm 1956, có tên nước ngoài là Chu Napki Eric, quốc tịch Trung Quốc, thường trú tại Hồng Kông, Trung Quốc. Ông được biết đến là một tỷ phú sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam và Hồng Kông. Vị tỷ phú này bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, với vai trò giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan. Vậy, ông Chu Lập Cơ đã giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan như thế nào? Tài liệu điều tra cho thấy, ông Chu Lập Cơ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư Times Square, là cổ đông chính, chiếm 99,26% cổ phần. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trong diễn biến vụ việc, ông Chu Lập Cơ được bà Trương Mỹ Lan đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận đã ký các thủ tục đảm bảo khoản vay theo đề nghị của bà Lan. Ông Cơ không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Lan. Số tiền này được dùng cho mục đích cá nhân của bà Trương Mỹ Lan. Ông Chu Lập Cơ cũng không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại đối với ngân hàng SCB số tiền gốc và lãi là hơn 39.000 tỷ đồng. Chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát nhận thức rõ việc ký các biên bản, nghị quyết của công ty Times Square là thủ tục bắt buộc mới đủ điều kiện pháp lý để thế chấp vay vốn tại SCB. Cơ quan điều tra đã làm việc với các cá nhân đứng tên hộ các khoản vay. Lời khai của những người này thể hiện họ là lao động tự do hoặc nhân viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có người nhà, người quen làm việc tại ngân hàng SCB đã nhờ họ đứng tên các khoản vay. Sau đó, những người này được gọi đến SCB để ký khống hồ sơ và thủ tục vay vốn. Họ không hề có nhu cầu vay vốn, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân và không có mối liên hệ với công ty Times Square. Việc đứng tên khống các khoản vay này, các cá nhân được trả tiền công là từ 15 cho tới 40 triệu đồng trên một năm. Cùng theo kết luận điều tra, từ những hành vi nói trên, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay với số tiền là 29.441 tỷ đồng. Năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng không thể trả nợ. Do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng để trả nợ xấu, không có nguồn thu hồi gốc. Do đó, ông Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Times Square Việt Nam. Nội dung tiếp tục dùng tài sản tại dự án Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay các khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB, với dư nợ vay được đảm bảo tối đa là hơn 35.000 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, còn 46 khoản vay của 46 khách hàng tại SCB, tổng cộng dư nợ là hơn 39.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Cơ ký các tài liệu để hợp thức thủ tục vay vốn SCB là hơn 30.000 tỷ đồng. Do đó, cơ quan điều tra cáo buộc chồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 9.000 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ được cơ quan điều tra đánh giá thành khẩn khai báo, nhận thức rõ hành vi phạm tội. Bản thân bị can có đơn đề nghị được tự nguyện khắc phục hậu quả trong vụ án. Đến ngày 5 tháng 10 năm 2023, ông Chu Lập Cơ đã nộp 1 tỷ đồng nên C03 đề nghị cơ quan tố tụng xem xét khi lượng hình. Cũng trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đề nghị truy tố 3 tội danh
gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. Trong nhóm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, bị can Đỗ Thị Nhàn là cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ. Bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bị can Nguyễn Cao Chí, chủ tịch công ty Văn Lang và công ty Capella bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị can khác bị cáo buộc các tội danh như tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, 7 bị can là cựu lãnh đạo SCB vẫn đang bị Bộ Công an truy nã. Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát xây dựng hệ thống sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng, lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc là người có quan hệ họ hàng, cán bộ, công nhân viên của tập đoàn. Trong số này, có nhóm công ty ma tại Việt Nam được thành lập để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác thi công. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan còn xây dựng mạng lưới nhiều công ty vỏ bọc tại các vùng lãnh thổ và quốc gia được coi là thiên đường thuế để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài hoặc sử dụng danh nghĩa nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, có nhiệm vụ quản lý nguồn vốn, tài sản của gia đình Trương Mỹ Lan ở nước ngoài. Tại ngân hàng SCB, mặc dù không trực tiếp giữ chức vụ, nhưng với việc nắm giữ trên 90% cổ phần, bà Trương Mỹ Lan đã nắm quyền điều hành, chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, biến SCB trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi. Kết luận điều tra cũng cho biết, kể từ khi ngân hàng SCB sáp nhập ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào các mục đích cá nhân của bị can. Đây đều là các khoản vay khống. Do vậy, khi đến hạn không trả nợ được, bà Lan cùng nhiều đồng phạm tiếp tục tạo ra các khoản vay khống. Số tiền chiếm đoạt ngày càng nhiều, số tiền thiệt hại thì ngày càng lớn. Trong đó, từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 tới ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của ngân hàng SCB. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng. Hành vi trên phạm vào tội tham ô tài sản. Ngoài ra, hành vi này của bà Lan còn gây thiệt hại số tiền lãi phát sinh là hơn 129.000 tỷ đồng. Kết luận điều tra cho biết, trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, Bộ Luật Hình sự chưa quy định về hành vi tham ô trong lĩnh vực tư nhân. Trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, bị can Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để ngân hàng SCB giải ngân cho 304 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 368 khoản, tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Cơ quan điều tra xác định thiệt hại là hơn 64.000 tỷ đồng. Hành vi này phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, để che giấu thực trạng tài chính yếu kém và các sai phạm của ngân hàng SCB, đồng thời để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc, trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, đồng thời là trưởng đoàn thanh tra. Bà Lan còn chỉ đạo ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB tiếp xúc, đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ cho bà Đỗ Thị Nhàn, đồng thời cũng đưa tiền qua bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Sau 2 tháng tổ chức, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam cho biết, tính đến ngày 16 tháng 11 đã đấu giá thành công 5.421 biển số với tổng số tiền dự thu về ngân sách là 754 tỷ đồng. Đây là những biến số nằm trong 153.104 biển số xe ô tô được Cục Cảnh sát Giao thông đưa ra niêm yết trong phiên đấu giá thứ nhất. Theo đó, trong những biển số đã trúng đấu giá, nhiều biển số siêu đẹp đã có chủ và được gắn lên phương tiện. Đối với các biển số hết thời hạn niêm yết nhưng không có người đăng ký tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam cũng đã hoàn tất thủ tục trả lại về kho biển số xe ô tô của Bộ Công an. Theo kế hoạch, các cuộc đấu giá cuối cùng của các biển số xe ô tô thuộc phiên đấu giá thứ nhất sẽ được tổ chức vào 29 tháng 11.
đối với các biển số đã đưa ra đấu giá thành công, nhưng khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ tài chính tiền trúng đấu giá đúng thời hạn, công ty này sẽ đưa ra đấu giá khi có quyết định của Bộ Công an. Phiên đấu giá thứ hai sẽ có 288.668 biển số xe ô tô với nhiều con số siêu may mắn và đã được niêm yết từ ngày 15 tháng 11.